đã thành thói quen. Vào mỗi buổi sáng sớm hay chiều muộn, nhiều người cao tuổi ở phường Phố Cò, thành phố Sông Công đã có mặt đông đủ cùng tập luyện dưỡng sinh. Với họ, việc tham gia tập dưỡng sinh không chỉ giúp sức khỏe ổn định mà còn tạo ra tinh thần thoải mái. Sáng là tôi cứ 4 rưỡi thức dậy và 5 giờ chúng tôi tập trung ở nhà văn hóa tập vào buổi sáng từ 5 giờ đến 6 giờ 20 chúng tôi về. Đi tập thể dục thể thao dưỡng sinh này thì thoải mái dễ chịu, được gắn thêm cái tình đoàn kết của mọi người. Phong trào tập luyện thể dục thể thao cũng lan tỏa rộng rãi đến các huyện, xã ở khu vực nông thôn. Tại huyện Võ Nhai, phong trào thể dục thể thao quần chúng đã thu hút đông đảo cán bộ, người dân tham gia tập luyện với nhiều môn thể thao như cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyển hơi. Chiều đến mà đến giờ đi thể thao chẳng hạn mà không được đi hay có việc hay có khách đột xuất thôi là trong lòng nó cũng không thoải mái. Khi chơi thì chị em chúng tôi rèn luyện nhau cái tinh thần đoàn kết. Không chỉ sức khỏe đâu, nhưng đam mê nhưng còn đoàn kết nữa, bởi vì đây là cái môn thể thao tập thể. Để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển, huyện Võ Nhai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao, đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất như nhà tập luyện, sân thi đấu, nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân. Chúng tôi sẽ củng cố bổ sung thêm cái cơ sở vật chất từ huyện đến cơ sở để phục vụ cho cái phong trào thể dục thể thao, sẽ tiếp tục thực hiện cái xã hội hóa trong cái việc phát triển thể dục thể thao. Và hàng năm thì từ huyện đến xã thì sẽ tổ chức các cái giải thi đấu các môn thể thao để thu hút được người dân trong cái việc tập luyện cũng như là thi đấu. Theo thống kê của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đến nay, số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 40%, số hộ gia đình thể thao đạt trên 25%. Việc phát triển sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, làm giảm các tệ nạn xã hội tại địa phương.